Bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của Shop Xe 88. Hôm nay thì một anh chủ xe gian 618 đã qua tậu luôn em Java Vesuvio. Con này size 51 màu xanh Pacific Blue, giống chiếc iPhone 12 này. Đây là size 51, màu này cực kỳ đẹp. Chiếc xe này hiện tại đang có giá 18.600.000 đồng các bác nhá. Thiết kế khung carbon, group sử dụng group đó là Shimano 105R7000. Shimano 107.000 gồm gà đề trước Shimano 105 này, phụ đề sau 105R7000 này, níp 11 tầng níp này, xích KMC này, bê đan nhôm này, đùi đĩa là DKF này. Đây đồ tặng. Đồ tặng tiếp theo. Con này nhìn đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Ngoài ra anh lắp thêm một chân chống đét Chupac 230.000 này, đèn hậu. Đấy, mẫu xe này hiện tại em vẫn còn đầy đủ màu các nhá. Những bác nào mà đang muốn săn xe giá rẻ mà cao cấp thì alo hotline 0933 522 186 bên em để đặt hàng mẫu xe này. Ngoài ra còn nhiều mẫu xe khác, các bác thể vào website xe88.vn để tham khảo. Đây, hôm nay em quay là một con video quay nhanh chiếc Java Vesuvio màu xanh để bàn giao lại cho khách chủ xe gian này 618. Chiếc gian này em cũng còn này, con này bản đời 2018, hiện tại bản 2019 chỉ còn màu đen đỏ và màu trắng đỏ. Giá tầm 9 triệu thôi, 9 triệu trên xe này. Những bác nào cần mua xe đua có thể alo hotline 0933 522 186 hoặc 0936 307 317. Cảm ơn các bác dành thời gian xem video. Xin chào các bác.